Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động công thương của báo Công thương. Bản tin số 13 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế theo chiều sâu. Không được từ chối bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng đến đại học thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng của ngành công thương. Dăm và viên nén điểm sáng xuất khẩu gỗ năm 2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 8 đến 10 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Cụ thể, hai bên đã ký bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số kinh tế xanh giữa Việt Nam và Singapore được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng và Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan Si Leng. Bên cạnh đó, là bản ghi nhớ giữa hai Bộ Công Thương về kế hoạch hợp tác kinh tế và thương mại được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan Si Leng. Một trong những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Singapore lần này của Thủ tướng Phạm Minh chính là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, quan trọng như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Thời gian tới, Việt Nam và Singapore dự kiến sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm quản lý, các sáng kiến, Nền tảng trong lĩnh vực chuyển đổi số trên ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên như quản lý dân cư, tài chính ngân hàng, đất đai, thương mại điện tử. Về kinh tế xanh, hai bên sẽ phối hợp hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng, hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Việc thúc đẩy kết nối lưới điện giữa Việt Nam Singapore cũng được kỳ vọng sẽ là hình mẫu cho việc hợp tác về thương mại, kết nối điện trong ASEAN, phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tâu Hang Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Semcop và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa Semcop và đối tác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Chuyến thăm của Thủ tướng đã góp phần tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước và là sự kiện mở màn quan trọng cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore năm 2023. Góp ý dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu cho rằng cần quy định rõ các tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm không được từ chối bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế, dễ bị tổn thương. Tiếp tục hoạt động thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, ngày 9 tháng 2, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức các hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ của hệ thống pháp luật và hiệu quả trong quá trình thực thi các quy định pháp luật, Cơ quan soạn thảo cần xem xét loại bỏ các quy định về trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. Các điều khoản về bảo vệ thông tin người tiêu dùng nếu có, chỉ nên quy định dưới dạng dẫn chiếu sang pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bởi điều này là phù hợp với chủ trương nỗ lực của chính phủ trong việc tạo ra khung khổ pháp lý chung, thống nhất trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu của cá nhân. Đồng thời, trong dự án luật cần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế, người tàn tật, khuyết tật, người nghèo cần quy định rõ các tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm không được từ chối bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế, dễ bị tổn thương. Nhiều ý kiến cơ bản ủng hộ việc ban hành các văn bản pháp luật để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp đối với dự án luật. Những ý kiến, đề xuất của dự án luật sẽ được Bộ Công Thương tiếp tục tiếp thu chỉnh sửa, làm rõ hơn để trình quốc hội cho ý kiến, đóng góp tại kỳ họp thứ năm tới nhằm đảm bảo tốt hơn lợi ích, quyền lợi của người tiêu dùng. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu cơ quan soạn thảo, thẩm tra dự án luật cần ra soát về tính đồng bộ của luật với các luật khác, tránh trồng chéo, bảo đảm luật dễ nhớ, đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đánh giá tác động qua quá trình thực hiện luật trong xử lý tranh chấp giữa doanh nghiệp các bên liên quan đến người tiêu dùng, đồng thời đề cập rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trọng tài trong giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cam kết xây dựng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đại học thông minh được tân hiệu trưởng Tiến sĩ Kiều Xuân Thực đưa ra tại lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 2026 được đưa ra vào sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua. Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chính thức giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2022 đến 2026 thay cho nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Quý nghỉ hưu theo chế độ là một trong 9 trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương có truyền thống lịch sử 125 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có những bước phát triển vững chắc cả về chất lượng và quy mô đào tạo, về số lượng ngành nghề các trình độ đào tạo sau đại học. Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc và tri ân những đóng góp tích cực của nhà trường cho sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành công thương nói riêng và cả nước nói chung. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đã chỉ đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cần có kế hoạch phù hợp hàng năm để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, tiếp tục củng cố các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, triển khai chắc chắn, Hiệu quả lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị đại học theo hướng phát triển đại học thông minh, tân hiệu trưởng Kiều Xuân Thực cũng đã trình bày những suy nghĩ của bản thân như một lời hứa trước các cấp lãnh đạo và tập thể nhà trường. Theo đó tiếp tục phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước, kế thừa những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, sẽ cùng tập thể nhà trường duy trì sự ổn định để phát triển cao hơn trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần hợp tác, làm việc sáng tạo của mỗi thành viên trong trường. Đây là nội dung trọng tâm được nêu cụ thể tại Hội thảo phổ biến kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức mới đây. Trước đó, ngày 14 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt kế hoạch biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, mục tiêu của kế hoạch là năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 đến 20% và 25 đến 30% vào năm 2045. Phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực sản xuất điện khoảng 42 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2050. Đáng chú ý, Kế hoạch cũng đề cập đến mục tiêu 100% các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm kê và có kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, nỗ lực tối đa trong việc kiểm kê và thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm phát thải khí mê tan trong quá trình khai thác than, dầu khí, đốt nhiên liệu hóa thạch. Cũng theo kế hoạch này, việc tăng trưởng xanh đến năm 2025 thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp thương mại nhằm đạt mục tiêu giảm 5 đến 8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, rượu bia nước giải khát. Giấy. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho tiến trình dài hạn đóng góp vào mục tiêu phát thải dòng bằng không tại Việt Nam, trong đó kế hoạch hành động đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, kiểm soát phát thải khí nhà kính nhằm giảm dấu vết carbon tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thu về gần 3,5 tỷ USD trong năm 2022, răm và viên nén gỗ trở thành hai điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu gỗ năm 2022. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong năm 2022, mặt hàng răm gỗ và viên gỗ nén có tỷ trọng xuất khẩu tăng mạnh. Trong đó, trị giá xuất khẩu răm gỗ đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 54,9% so với năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này chiếm 16,77% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 5,06 điểm phần trăm so với năm 2021. Tiếp theo là mặt hàng viên nén gỗ đạt 778,5 triệu đô la Mỹ, tăng 83,6% so với năm 2021. Tỷ trọng chiếm 4,86%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2021. Riêng với mặt hàng viên nén gỗ, Việt Nam có khoảng trên 80 doanh nghiệp tham gia sản xuất xuất khẩu viên nén gỗ thị trường xuất khẩu viên nén gỗ chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc giá xuất khẩu trung bình đã tăng liên tục từ tháng 6 năm 2021 và đến cuối quý 4 năm 2022 giá xuất khẩu lập đỉnh đạt 190 USD tấn nhu cầu đối với giam gỗ và viên nén gỗ được dự báo ngày càng gia tăng bởi cam kết của các nước trong việc giảm phát thải khí nhà kính bao gồm cả việc thay thế các nguồn nguyên liệu hóa thạch bằng các nguồn nguyên liệu sinh học như viên nén gỗ trong tương lai, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ viên nén gỗ ngày càng tăng. Bên cạnh đó, xung đột Nga và Ukraina buộc các quốc gia khối EU phải tìm nguồn cung nguyên liệu thay thế cho nguồn khí đốt từ Nga. Đây là cơ hội lớn đối với dăm gỗ và viên nén gỗ xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Trong bối cảnh mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ là đồ nội thất bằng gỗ đang gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, xuất khẩu giam gỗ và viên nén gỗ đang phát triển mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ cân đối lại lượng ngoại tệ mang về trong năm 2023. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chuyển động công thương tiếp theo.